tốt rụng quá trời quá đất luôn các chị, mà dùng rất là nhiều các biện pháp mà hoàn toàn không hiệu quả luôn các chị ơi. Em dùng là xịt nè, dầu gội nè, dầu xả nè, tất cả những cái thứ mà để cho mình có thể mọc tóc lại được mà không hề hiệu quả như các chị. Tóc em vẫn rụng rất nhiều và hoàn toàn gần như là không thấy cái dấu hiệu mọc tóc trở lại luôn các chị. Cái phần những cái điểm hói này của mình nè, hồi còn nhỏ mình cũng đã từng bị rồi nhưng mà mình vẫn mọc 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 lên được, nhưng mà sao mà càng lớn nó càng khó mọc vô cùng, chẳng hiểu sao luôn các chị ơi. Và đặc biệt, trời ơi, tìm ra được chân lý luôn. Đặc biệt tìm ra được chân lý là tại sao Onobio này nó cực kỳ nổi tiếng tại Pháp. Mà bạn em giới thiệu em không tin đâu, em không tin là mọc được tóc đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ mình tàn tạ quá các chị, mình phải dùng đại thôi. Chứ thật ra thì thực phẩm chức năng của Pháp thì nó cũng an toàn. Mình dùng thử để mình biết là sản phẩm này có tốt hay không. Xuất sắc nha các chị. Dùng xong rồi là coi như em không thể nào bỏ cái hãng Onobio này được. Em lưu cái hãng này lại luôn. Dạ, tại vì sao nó tốt khủng khiếp và em mới đem cái hãng này về Việt Nam cho các chị em mình. Trời ơi, xài xong các chị, mới xài có một tháng thôi các chị. Xài xong một tháng rồi vẫn còn không có tin Onomio này. Tại vì, ủa, sao vậy? Sao mà tóc ra nó vẫn ít quá? Sao mà mình vẫn không có được cái happy, được cái gọi là thích thú lắm. Mà sau 15 ngày sau các chị, tóc mọc lên. Tóc mọc quá trời mọc luôn lúc đó. Trời ơi, cái sản phẩm này nó tốt quá. Gọi điện liền cho bạn của em, chờ sản phẩm tốt, sản phẩm phủ được, sản phẩm làm cho tóc của chị dài hơn, sản phẩm làm cho tóc chị mọc ra, sản phẩm làm cho tóc của chị thứ nhất là nó ngưng rụng tóc nữa, nó giảm đi cái việc rụng tóc nữa. Mà mình không ngờ luôn các chị, tại vì nó đến một cách gọi là đến khi mà mình kiểm tra lại, mình nhìn lại cái mái tóc của mình thì thấy là cái mái tóc của mình nó thay đổi quá nhiều luôn. Dạ, tại vì đầu tiên nó đến từ em không tin sản phẩm, em không tin là sản phẩm này nó tốt đến như vậy. Em không tin nên em cũng uống đi, cứ uống đi, cứ uống thôi. Nhưng mà cuối cùng các chị, em bỏ hết tất cả những cái việc mà coi như là dùng dầu gội hay là dùng dầu xả, em bỏ luôn cái việc mà ngồi xịt xịt bưởi, em bỏ hết những cái thao tác đó để cuối cùng em có một sản phẩm mà em công nhận là cực kỳ tốt luôn. Và các chị ơi, một hộp này là 60 viên, một ngày mình chỉ dùng 2 viên thôi nha các chị. Dạ đây em cho các chị coi. Cái viên này thì thật sự em rất là thích cái người châu Âu, em rất là thích người Pháp. Tại vì sao? Họ tinh tế trong từng sản phẩm luôn các chị. Họ cực kỳ tinh tế. Tại vì cái người phụ nữ mình có nhiều chị, cái cuống họng nó nhỏ, mình dùng nè, cực kỳ thoải mái, cực kỳ relax cho mình luôn. Đây, đây nè các chị có thể nhìn thấy sản phẩm. Thật sự là sản phẩm vô cùng tốt và vô cùng nhanh hồi phục và hỗ trợ cho các chị em mình. Trước đây thì đã từng dùng các sản phẩm mà dùng mấy năm trời không có hiệu quả gì hết. Mất niềm tin luôn các chị, mất niềm tin luôn. Em đã từng uống rất nhiều loại, từ Mỹ nè, từ Úc nè, đó, Nhật nè, Hàn nè, em uống rất là nhiều các chị nha. Nhưng cuối cùng em dừng chân lại Onobio này thôi. Tại vì việc uống kích thích mọc tóc Onobio, đối với em nói thiệt đây là chân lý. Và lúc nào em cũng dùng cái sản phẩm này, và cái sản phẩm này lúc nào cũng ở trong cái tủ ở nhà em để em dùng. Hoặc là em bỏ vô trong túi xách để em mang đi. Em đi đâu em cũng phải có cái Onobio này hết á các chị. Là khi mà mình càng lớn tuổi, cái nang tóc của mình á các chị, nó càng ngày càng teo lại. Và mình coi như không tác động ngoại lực, không tác động vật lý, không tác động hóa chất gì lên tóc luôn, nhưng tóc vẫn rụng. Cơ thể mình thay đổi các chị. Rồi nhiều khi các chị mình sinh em bé, mình cũng thay đổi nội tiết tố. Rồi mình lớn hơn, cái coi như là mình coi như là qua cái thời điểm mà được gọi là kỳ mãn kinh của mình thì mình cũng thay đổi nội tiết tố. Ai cũng vậy hết trong cái vòng đời của mình. Thì do đó mà mình nên sử dụng những sản phẩm làm sao hỗ trợ cho cái phần tập trung sử dụng cho cái phần tóc của mình, tập trung hỗ trợ cho cái tóc của mình. Đến bây giờ ai cũng khen em là sao tóc đẹp vậy. Thật sự cái chi phí bỏ ra nó hoàn toàn không hề nhiều. Cái chi phí bỏ ra không hề nhiều so với công dụng mà sản phẩm có thể đem lại cho các chị.